Ông bà ta có một cái câu á, là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nhiều anh chị kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản luôn đặt một cái câu hỏi thực sự là khó trả lời, đó là liệu cái nhu cầu về nhà ở thực sự là có thiếu hay không? Thì xin được trả lời anh chị em và các bạn là nhu cầu về nhà ở thì chắc chắn là thiếu rồi. Vậy thiếu như vậy mà tại sao lại có những cái khu nhà ở bỏ không, bỏ hoang và thành những cái gọi là khu căn hộ chết, mà ở đây thì không thiếu và không khó để quý anh chị và các bạn có thể nhìn ra và nhìn thấy được rất nhiều cái khu căn hộ tái định cư được xây lên sau đó bỏ hoang, thậm chí là bỏ hoang cho bò nó ỉa. Vậy thực trạng này nó như thế nào? Có phải là hay chăng là nhu cầu ở của người tái định cư không thực sự cần tới nhà tái định cư? Hay là do người xây thì cứ xây, còn kẻ ở hay không thì không cần biết. Cái việc giữa tái định cư và đền bù tái định cư với cái câu chuyện đó là có nhận nhà định cư hay không, hay là cái câu chuyện là chỉ là giao dự án cho một doanh nghiệp AB nào đó xây dựng lên, xây theo một cái kế hoạch, một cái chiến lược nào đó, rồi cái phần sau khi xây dựng xong có ai nhận nhà hay không, có ai ở hay không, có cơ sở hạ tầng đơn vị quản lý hay không thì điều đó còn chưa biết, còn để cho gọi là hên xui nó diễn ra. Thì câu chuyện ngày hôm nay thì Thắng ơi xin dành thời gian để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về một cái khu thực sự là một khu tái định cư đồ sộ nhất thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay ở cái khu trung tâm được gọi là đẹp nhất, hoành tráng nhất, đất thật sự là đắt nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là khu Thủ Thiêm, một trong những cái khu mà cũng trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều những cái tranh chấp liên quan tới đền bù giải tỏa mặt bằng. Hàng chục nghìn căn hộ không ai ở, bán đấu giá nhiều lần thất bại. Lỗi tại ai? Nguyên nhân từ đâu? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt chia sẻ những vấn đề mà có vẻ là nhiều người và nhiều anh chị và các bạn quan tâm. Ngoài những khu tái định cư như thế này, những nơi chúng ta có thể nhìn thấy được, bởi vì nó nằm chênh ênh ở giữa một cái khu vực thực sự là đang quy hoạch, đang tái cấu trúc, đang xây dựng một thành phố mới ở phía gọi là phía đông thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta nhìn thấy còn rất rất nhiều những khu tái định cư ở khắp các nơi, thì như Nhà Bè, như là quận 9, như là rất rất, rất nhiều những nơi khác, và ở Hà Nội, ở những tỉnh thành khác trong cả nước thì chắc chắn với anh quý chị và các bạn là rất nhiều khu tái định cư có cái tình trạng tương tự, xây lên ở hay không không cần biết. Ngày 26 tháng 6 thì Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện các pháp luật trong cái quy hoạch quản lý xây dựng đất đai đối với khu Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đó thì riêng cái phần nội dung đối với cái khu tái định cư 38,4 hecta thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ cho biết tại thời điểm thanh tra thì các dự án thuộc khu tái định cư này được Thanh tra Bộ Xây dựng Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm tra và có kết luận. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cung cấp hồ sơ bổ sung. Đây là một trong những cái khu tái định cư mà lớn lắm, to lắm. Anh chị đi qua mà đi cái con đường vào hầm Thủ Thiêm á, bên tay phải anh chị và các bạn thấy dày đặc những cái khu mà buổi tối thì có lẽ là không sáng đèn, bởi vì là có ai ở đâu mà sáng chả đèn. Khu tái định cư Bình Khánh quận 2 là dự án tái định cư được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải trở thành dự án kiểu mẫu đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang hiện đại cho người dân, nhưng sau nhiều năm xây dựng xong, bàn giao rồi, có thể ở rồi, mình mà chẳng có mà nào ở. Đấy, nhảy. Và thậm chí là có nhưng rất rất ít những người ở ở đây. Nguyên nhân thì đến từ đâu thì chúng tôi cũng còn phải chờ những cái bình luận, những cái chia sẻ rồi những cái góc nhìn khác của anh chị và các bạn ở dưới cái video này. Nhưng một vài nguyên nhân chúng tôi sẽ đưa ra ở phía dưới sau đoạn cuối video này. Thì chúng tôi tổng hợp cho anh chị thấy là dự án thì bao gồm 3 khu, khu 30,2 ha Bình Khánh thì có 4.216 căn hộ, khu 38,4 ha Bình Khánh thì có 6.220 căn hộ và khu 17,4 ha An Phú Bình Khánh thì có 1.844 căn hộ. Như vậy là tính sơ bộ thì chúng ta có khoảng 12 tới 15.000 căn hộ ở khu vực cái khu tái định cư này.
Hiện tại thì đang vắng bóng người ở, và nhìn thì nó đồ sộ và nó dày đặc ở cái khu vực này. Nó làm còn nếu nói là tô cho cái cảnh quan đẹp thì cũng được, mà nếu nói làm cho nó rối tinh cái khu vực mà gọi là dân cư cao cấp của Thủ Thiêm thì cũng được luôn. Và cái khu tái định cư Bình Khánh này thì có diện tích 38,4 hectare, dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đấy. Bước đầu cho thấy thì trong 4 dự án đầu tư xây dựng thì khu tái định cư có 3 dự án được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao thanh toán với Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh để bố trí tái định cư. Do chưa bố trí được tái định cư, Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang thành nhà thương mại. Anh chị thấy vô lý không? Xây dựng xong để làm tái định cư, bây giờ tái định cư không bố trí được người người ở lại bảo là bán thương mại. Vậy là cái vấn đề là người dân ở Thủ Thiêm họ họ bị thu hồi đất, họ được đền bù đất, họ được đàm phán để tái định cư. Nhưng mà cái việc mà gọi là thấu tình đạt lý hay không thì chưa rõ, nhưng mà cuối cùng là xây thì cứ xây, còn ở hay không thì chúng tôi không cần biết. Đó là một vấn đề mà cũng khá là nhức nhối ở rất nhiều dự án, không riêng gì cái dự án này ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm xây dựng thì hàng loạt block cao tầng khu tái định cư Bình Khánh đã hoàn thiện, mặc dù hoàn thành lâu nhưng hầu hết là rất vất, tức là rất rất không có ai ở luôn, rất vắng bóng người ở đây luôn. Và cái việc mà gần đây thì cái dự án này ở phía ngoài có một cái gọi là một cái dự án bên ngoài đã chuyển đổi theo cái mục đích thương mại, nhưng mà cũng đang được cho là chuyển đổi sai mục đích. Là những cái câu chuyện mà chúng ta thực sự là thấy khá là nhức nhối. Kiểm toán nhà nước thì cũng đã công bố báo cáo kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng mua nhà đất phục vụ tái định cư, bố trí quỹ nhà đất tái định cư giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh khu đô thị Thủ Thiêm quận 2 đầu tư 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư chưa phù hợp với thực tế. Chưa phù hợp với thực tế, một câu của thợ của kiểm toán nhà nước thôi cũng đã phần nào gọi là thấy được rõ nét những cái sai phạm ở khu vực này, cũng như là cái khu vực này nó là cái bất hợp lý trong cái quá trình tái định cư, trong quá trình đền bù giải tỏa, trong quá trình thỏa thuận thấu tình đạt lý đối với những người dân đã ở và sinh sống ở đây lâu đời, họ không đồng tình hoặc là có vì lý do gì đó mà đến ngày hôm nay thì xây dựng xong rồi, đó cũng là khu đất đẹp, là nơi trung tâm, là cái nơi có thể ở an cư sinh sống, vậy mà xây lên rồi thì người ta không ở, và người ta đi đâu, người ta làm gì thì tôi cũng chưa biết được là cụ thể ra làm sao. Và chính vì cái điều đó nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái bất cập, bởi vì cái khu vực này là một trong những cái khu vực, bởi vì nhà tái định cư thông thường nó sẽ rất là dày, nó mật độ rất là cao, và cái chất lượng công trình thì có thể nói rằng là nó cũng chưa được giống như những cái căn hộ cao cấp, những cái khu thấp tầng ở gần đó, ví dụ như bên khu Sala. Thì rõ ràng thì giữa một cái lòng thành phố mới của thành phố Hồ Chí Minh, một nơi để quy hoạch thành một cái trung tâm gọi là phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, mà lại chênh nghênh lên một cái khu tái định cư mà lại không những là nó không phù hợp mà lại không có người ở, nó giống như một cái thành phố ma giữa một cái nơi gọi là đô thị phồn hoa như thế, thì để càng để làm thấy rõ nét hơn cái sự bất cập, cái sự sai mà cái trong cái quá trình gọi là điều hành chính sách, hay là cái quá trình mà gọi là đàm phán để đem đến một cái thỏa thuận phù hợp với những người đang sinh sống trước đó để có thể thỏa mãn cái câu chuyện tái định cư. Chúng ta thấy là điều này thì thực sự là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trong cái câu chuyện đó là nhiều cái chuyên gia bất động sản thì cho rằng là nhà ở, nhu cầu nhà ở thì luôn luôn tồn tại, luôn 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 có. Tuy vậy thì giữa cái nhu cầu người, cái cầu và cái cung nó đôi khi nó cũng chẳng gặp nhau, ngay cả như cái là nhà tái định cư đền bù cho họ mà họ còn không nhận. Thì mở rộng ra một vấn đề khác liên quan đến cái thị trường căn hộ bất động sản á, chúng ta mới thấy một điều như thế này này. Trong những video trước đó, anh chị và các bạn có thể xem cái đường link video tại phần mô tả video này, chúng tôi sẽ để lại tất cả những video về bất động sản và một số video liên quan tới nói về cái căn hộ. Thì chúng ta mới thấy một điều là cái nhu cầu thì thực sự có, nhưng mà cái giá của căn hộ và được các chủ đầu tư định giá cũng như là cái giá đất hiện nay nó không tương xứng với cái thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam, và đặc biệt là cái nhu cầu mà lớn nhất thì lại nằm ở những người có nhu gọi là thu nhập trung bình. Cái thu nhập trung bình của chúng ta thì bây giờ nó khá thấp, nó so với câu chuyện là một căn hộ khoảng tầm vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì từ 1 tỷ rưỡi tới 2 tỷ thì còn may ra có thể tiếp cận được. Còn ở với những cái khu như kiểu như là Thủ Thiêm này á, mấy cái căn hộ mà dòng tái định cư thôi thì nó cũng đã là 3 tỷ mấy, gần 4 tỷ rồi, thì làm sao mà tiếp cận được?
làm sao tiếp cận được, chuyển đổi thành thương mại, ai dám đứng ra mua lại cái khu tái định cư này để chuyển đổi thương mại. Và chuyển đổi thương mại thì với cái cách cái xây dựng và tức là có một cái điều gì đó mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói, đó là cái việc các căn hộ chung cư rõ về tái định cư rõ ràng là tồi tệ hơn so với những cái căn hộ thương mại. Và như vậy trong khi đó thì chất lượng công trình nó cũng chỉ như vậy thôi, mà giá thành thì nó đội lên vì lý do là giá đất của Thủ Thiêm nó đội lên rất là cao, rồi cái việc mà định giá của chủ đầu tư thì quá lớn khi mà bàn giao cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ nếu giao lại cho Thành phố Hồ Chí Minh để bán thương mại thì bán quá cao. Bởi vì sao? Bởi vì bán thấp không được. Đã giải quyết cái câu chuyện là sau khi mà xây dựng bàn giao rồi thì cái phần mà doanh nghiệp xây dựng bàn giao là đã lấy được tiền rồi. Còn Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ôm 15.000 căn hộ, 12.500 căn hộ này, bán thương mại đấu giá nhiều lần nhưng mà toàn là giá cao, ai mua? Bởi vì mua người ta không thể bán ra được, người ta khó phân phối. Với mức giá 3-4 tỷ đồng cho một cái căn hộ chung cư mà thuộc cái dạng tái định cư thì ai mua, đúng không? Đấy, đó là vấn đề giữa cung và cầu. Nhu cầu thì có nhưng mà cái nguồn cung không đáp ứng được cái nhu cầu, liên quan đến không phải là cái chuyện thiếu về nguồn cung, thiếu về nguồn cầu, mà là bởi vì giá của nguồn cung quá đắt và không tương xứng với thu nhập trung bình, dẫn đến những cái bất cập trong cái thị trường bất động sản. Nếu như chúng ta không có những cái giải pháp, những cái phương pháp làm thế nào để kìm chế bớt cái tốc độ tăng giá của bất động sản, đất nền, dẫn đến câu chuyện tương tác đến câu chuyện định giá một cách bất thường của gì anh chị em và các bạn, định giá bất thường của cái giá trị 1 m² căn hộ chung cư, thì cuối cùng thì chúng ta chỉ dẫn đến một cái câu chuyện, đó là xây thì cứ xây nhưng bán được hay không thì chưa chắc. Và trong khi đó thì người thiếu thì vẫn thiếu, người thừa thì vẫn thừa, cái chỗ mà gọi là hoang vắng thì vẫn hoang vắng, mà người có nhu cầu thì vẫn luôn luôn có nhu cầu nhưng không tiếp cận được, bởi vì muốn lắm nhưng không có tiền. Và đây là một trong những cái chia sẻ gọi là bên lề của cái thị trường bất động sản, cũng như là một cái bài chia sẻ về toàn cảnh những cái khu tái định cư, nổi bật là khu tái định cư Thủ Thiêm, để anh chị và các bạn có thêm nhiều cái góc nhìn hơn. Nếu anh chị và các bạn muốn xem nhiều hơn, đọc nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn về cái khu vực này thì chúng tôi có một cái bài viết trên Cà Phê F, chúng tôi sẽ để lại cái đường link ở dưới phần mô tả để anh chị em và các bạn có thể click vào để xem nhiều hơn. Hy vọng là những anh chị em và các bạn tham gia lĩnh vực bất động sản, những người có nhiều am hiểu về tái định cư, để lại những bình luận, những chia sẻ của mình để có thể giúp ích cho cộng đồng ngày càng hiểu biết hơn về các cái hoạt động quản lý nhà nước, cũng như là những cái vấn đề về đại định giá, thẩm định giá và đưa ra những cái mức giá định giá về các căn hộ chung cư, các căn hộ tái định cư, giá đất nền, hoặc là một số cái thúc đẩy cái sự phát triển của bất động sản Việt Nam nói riêng và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh TOTV, và những anh chị em và các bạn nào đã đăng ký nhớ xem là mình có ấn vào chuông chưa. Ấn vào cái chuông thì nó mới thông báo với anh chị em và các bạn. Chúng tôi kiểm tra thì mới có 29% những anh chị em và các bạn đăng ký ấn chuông thôi. Vui lòng ấn vào chuông để có thể nhận những video mới mỗi ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và những video của chúng tôi hy vọng đem lại những hữu ích nhất định cho anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Gặp anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo về bất động sản, chứng khoán, tài chính. Bye bye.